Đây, đây cái này là ván đóng quan tài đấy hả chú? Đúng rồi. Nghĩa là chân đông quân đông lầu mà. Và đóng quan tài. Đây là có 4 tấm thôi, làm sao mà đủ 5 tấm. À, 5 tấm chứ. Phải 6 tấm chứ. 4 tấm đúng là 6 tấm chứ. Phải 6 tấm chứ. Vâng. Nhớ plot trí đấy rồi cho đầy. À đủ rồi nhà đây đấy, tấm thứ 5 này là cắt ra rồi. Đó. Bà có ăn được không hả chú lúa? Dạ. Bà có ăn được không? Không ăn được đâu. À, chỉ mua tới đây rồi. À, ăn ít mua thôi đến à? Mua tới rồi. Bà có thích ăn cái gì không? Nè, sao nó chỉ tới chỉ xa? À, không ăn được cái gì. Anh chả biết nhầm nhiều chừng nhỏ hả? Chỉ to có bệ. Hả? À, nó nhận ra đấy. Bà bảo cũng nhận ra. Để cho ngủ này mà mua à? Đi về đi ngủ đi, cháu bảo chuyện này mai. Mai tỉnh rượu thì nói, nhá. Sợ thật, cái bó cỏ dã man ông tay nó còn cầm thêm kìa. Xin chào các bác nhé, chào các bác đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Hiện tại thì hôm nay vừa đi xóm với các bạn thì cháu cũng tranh thủ là đăng tách cái hạt óc chó này ra để gửi cho các bác đây. Bình thường thì gửi cho các bác là một túi như này, là trọng lượng là 1 kg. Cũng có các bác thì cũng có hỏi là có bán cái phần nhân óc chó này có riêng không ấy, thì là đây cũng có các bác ạ. Đấy. Cũng chẳng có máy móc gì để tách được cái này đâu. Chủ yếu đều làm bằng thủ công thôi. Thì cũng tranh thủ là buổi tối rảnh thì cũng ngồi tách cho các bác. Thì các bác mua hàng thì có thể là liên hệ ủng hộ anh em. Và óc chó hiện tại đang bán là 120.000 một kg. Các bác lấy từ 3 kg trở lên thì là cháu cũng sẽ hỗ trợ tiền ship. Cái quả óc chó này là hoàn toàn là quả óc chó Việt Nam nha các bác nhé. Óc chó này thì ở khu vực ở trên Mèo Vạc và huyện Đồng Văn ấy rất là nhiều, mà chủ yếu là toàn những cái cây lâu năm này, cây già đó, to lắm. Còn hôm vừa rồi ấy thì là em Di có đi mua được mật ong của bà con ở chợ, cái hôm chợ Nhật mọi người này. Đây thì là mật ong hoa bạc hà. Thì hôm đấy là có 6 chai thì cũng có được các bác ủng hộ thì mua rồi, còn 3 chai này nữa thì các bác nào mua hàng ủng hộ anh em thì có thể liên hệ với cháu ạ, để cháu cũng có thể gửi mật ong của bà con. Thì có nhà người ta nuôi được nhiều, người ta thu thì người ta có thể cho vào can, có những nhà ít nhỏ lẻ như thế này này thì bà con thường thường là sẽ cho vào chai mang đi chợ bán. Nhưng đối với khi gửi đến cho các bác ấy thì cháu bắt buộc là phải cho vào chai nhựa để dán tem, để trong cái quá trình vận chuyển không bị đánh cháo, và cái trường hợp thứ hai nó không bao giờ nó bị vỡ các bác ạ. Đây mật ong này mọi người nhìn đấy, mật ong bạc hà này phải nói là vào cái chính vụ nó ngon nhất này, có màu vàng xanh ánh chanh các bác ạ. Để mà đến thời điểm này ấy, nó không phải là mùa mật ong hoa bạc hà mà bà con mà mang những cái chai mật phải nói là một cái tài sản đấy, trị giá trong gia đình ấy, đi bán thì là gia đình lúc đấy là thực sự là quá khó khăn rồi mọi người, không có tiền để mua ngô mua gạo thì mới đem đi bán. Mà năm nay ý, trong cái thời điểm mà mùa màng thì lại hạn hán, đến bây giờ thì lại đến mùa bão, ngô thì cũng chả thu được bao nhiêu, gió bão thì nó đổ đi. Thế nên là các bác mua hàng ấy cũng ủng hộ cho bà con là tiêu thụ cái mặt hàng nông sản sạch, cũng như là hỗ trợ cho anh em ở trong kênh có thêm một phần kinh phí nhỏ để hoạt động và duy trì kênh. Và chúc các bác là xem video vui vẻ. Mọi người mua hàng thì nhớ liên hệ cháu nha. Xin chào. Lê ngon đấy nhở, cho chú một quả. Hả? Cho chú một quả. Có được không? Cho chú một quả được không? Còn đâu, cho chú một quả. Minh Luta. Hả? Đâu? Chú này cao đấy, ngồi không sợ ngã. Cho luôn á. Cho chú không? Cho. Cho à, thế có đổi lấy kẹo không? Vào thả chị bảo. Hả? Hả? Đây chú có 3 người, ai còn nó mang để chú đổi nè. Đổi kẹo lấy lê. Sao thì rửa chưa? Dạ. À hết rồi. Hết rồi à? Đâu thế lê này lấy ở đâu? Thì chưa này đấy thì. Đây để lấy cho. À là của nhà khác hả? À? Của nhà khác à? Nhà dưới với nhà xây vật xây. À, có 2 người vừa vào đây đi mua lê đúng không? À, tao à nhà. Lê nó bị rời á, rơi nó bị dập. Dạ. Đây, trả thanh niên. Trả mũ. Cho mấy cái kẹo. Ừ.
đà thôi nha, chuẩn mất đi, có tha tao này. Đấy, nghe Thái Kiệt là bắt đầu đứng dậy rồi. Đây, kẹo này thì là của chị giấu tên này, có gửi quà về thì cũng có chia cho con của Cao Nguyên Đá một phần, thì Cao Nguyên Đá cũng bớt lại cho anh em ăn để đi đường. Đấy, còn ngoài ra nữa thì cũng chia lại một phần quà nữa để thêm một hộ gia đình nữa. Chị bảo có nói là tặng 5 hộ, à tặng 4 hộ thì mình cũng có chia quà thành 5 hộ, đấy là cũng chia kẹo ra nữa. Đây, cho thanh niên. Đúng rồi, thế mà nói hỏi lại không nói tiếng Kinh. Ừ. Ăn kẹo này xong là nhớ ngon lắm đấy. Sô-cô-la mà. Sô-cô-la nó cao. Cá thì y đấy. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Hiện tại thì Cao Nguyên Đá với em GA đang có mặt trên đường vào trong nhà chú lúa các bác ạ. Ngay bên tay trái mọi người nhìn này, cái trận bão vừa rồi này, ngô ở dưới thung lũng mà nó bị tạt đổ hết hoàn toàn luôn. Cả ngô, cả cây cỏ voi mọi người ạ. Ngô đến thời điểm mà chuẩn bị thu rồi mà nó đổ ra thì nó hỏng hết. Nhà chú lúa thì ở ngay phía dưới kia. Quá chiều rồi. Dã man nhỉ, đây đổ bà con rồi, không đi buộc luôn, đổ nhiều quá. Trên kia thì người ta nhà cho bò hết rồi hay sao? Ừ. Không thấy cây ngon rồi. Mùa mưa trên này cũng nguy hiểm, mưa này thì cái nguy cơ nó bị đá lăn ấy, cũng cao lắm. Nhà thì ở toàn theo sườn núi với dưới thung lũng như thế này. Ở dưới Đen Do thì vừa làm khoảng tầm 10 mấy hồ đá từ trên núi. Xít nữa thì vào cái nhà của người ta đấy. Giữa vườn ngô này có 3-4 cái mũ ở dưới đấy thì vẫn trống một cái đấy. Kìa, à, vâng. Lăn lăn trúng cái mũ luôn. Vâng. Hình như chú lúa đã có khách rồi. Nghe này có tiếng ấy. Cái lò ta vào tha bà. Chắc thế. Thực sự là hôm nay đến nhà chú lúa ấy thì bản thân Cao Nguyên Đá thì đang mong muốn là có một cái hy vọng cũng như là một cái gì nó thay đổi lớn lao về sức khỏe của bà cụ. Lần trước em ghi vào là bà là nằm liệt giường rồi đúng không? Vâng. Không đi được à? Vâng. Ôi dồi ôi, có người say rượu rồi. À, có khách kìa nè. Có khách rồi. Nhưng mà có người say rượu rồi. Chứ là bà ổn nạm đây, vào tòa họ không bảo, nào có rượu ấy. Không vào thì cũng ngại, mà vào thì nhiều khi chia sẻ lại, sợ các bác có những cái suy nghĩ nó... chú lúa. Nó không đúng ấy. Văn hóa của bà con ở trên này thì ai đến nên mang rượu ra trực tiếp. Vâng, cháu chào chú nhé. Hôm nay có khách ở chú lúa. Nhất chê nhỉ là. Không có gì lo chiều này tay là. Nó có thể liền. Xin nha rồi. À, mấy hôm nay bà ốm lạ quá thì ngày nào cũng có, ngày đêm cũng có ai vào trông họ chú. À, cái bà con hàng xóm ở đây hay là anh em mà đến hả chú? Chú lúa bảo hạt xó đấy. Hạt xó. Rất rõ rồi.
Đây hạt xó thôi. Thế tình khỏe, tình hình sức khỏe bà hôm nay như nào rồi, đỡ hơn không hay là yếu đi? Giá rút rú là giống như gió anh chị. Chỉ mất gió. À yếu đi thôi. Đang đỡ đi. Thế là hôm nay trong nhà đang có bao nhiêu người đây? Trong nhà này à, đúng rồi. À, đúng rồi. Có chú ở bên này đúng không? Đúng rồi. Chú say rượu đấy à? Vâng, chú. À. Thôi đi đi anh em đi vào đi. Đi vào chia sẻ tình hình sức khỏe của bà để cho các bác nắm được. Mọi người cũng rất là quan tâm đấy. Gia đình chuẩn bị hết rồi. À. Đấy, tưởng không? Đây cái này là ván đóng quan tài đấy hả chú? Đúng rồi. Nè chân đông quân đông lầu mà. Và đóng quan tài. Đây là có 4 tấm thôi làm sao mà đủ tấm. À, à. 5 tấm chứ. Phải 6 tấm chứ. 4 tấm đúng là 6 tấm chứ. Phải 6 tấm chứ. Vâng. Nhấp nó chí đấy rồi cho đầy rồi. À đủ rồi nhà đây đấy. Tấm thứ 5 này là cắt ra là đủ rồi đúng không? Ừ. Vâng. Lâu đầy chí là một cổ. Cái này xong có phải thuê thợ làm đẹp lại không hay là như nào? Của bố là ủa. Phật bố tao là cho này bỏ cá ủa thế. Vua nó chứ. À, số cầu của bố là ủa mỗi ủa có sát rồi xong ấy. À, số cầu mà nó khó là. À, sau này cũng khóa cho thợ làm. Khóa cho thợ làm đẹp hết lại đấy đúng không? Nhưng mà nếu mà làm như thế có tốn kém không chú? Ủa này của bố nhiệt diệt đấy. À, tát thế. À, xì vào để hộ thôi. Ừ. Không giống với nhà bố em và đấy bảo cái áo quan cái quan tài mười mấy triệu hay 20 triệu. Mấy triệu đấy đi mua mới người ta làm là xong xuôi hết rồi. À. Thực sự nếu mọi người biết thì hoàn cảnh của chú lúa thì em này cũng vừa biết chú lúa ấy. Có tiền. À, trước thì vào một lần là chú có chiêm trại này. Ở cái vá đống quan tài phong tủ của chú thì không tỉ được trước. Ừ. Cái lúc cả ốn nạn cả yến đi thì mới đi tỉ được. À. Vâng. Đó là không được chuẩn bị trong nhà trước đúng không? Vâng, không để chuẩn bị ấy. Có nhà thì anh vào là thấy có người già, hai người già nhưng bố với mẹ già ở nhà này người ta chuẩn bị sẵn hai quan tài sẵn để trong nhà rồi ấy. Vâng, nhưng nó khác họ anh. Khác họ à? Vâng, vâng. Chỉ có họ chú lúa là không được phép để tỉ trước thôi. Đi, đi vào nhà em nào. Muốn muốn đây. Ê, chú đi trước đi. Chào mọi người nhá. Con chú đang đứng ngu. Bà có ăn được không? Chào anh nhá. Chú nhá. Chào tên đi là. Bà có ăn được không hả chú lúa? Dạ. Bà có ăn được không? Không ăn được rồi. À chỉ mua tới đây rồi. À ăn ít mua thôi lên à. Mua lên tái. Mua tới rồi. Bà có thích ăn cái gì không? Nè sao nó chỉ tới chỉ xa? À không ăn được cái gì? Bà không ngồi không đi được rồi đúng không chú? Nè giờ giờ chị tao sao chị tao mổ rồi? Chị mổ tao à. À không được anh. Ơ mổ chị tao chả là chỗ nào mà. Chỗ đó ta thì rồi. Ơ là chỗ nào như hảo. Ơ tuồn rồi. Ơ tuồn. Mà chết chết. Tệ. Mà chết chết. À. Bên này chỗ tuổi ra đồ cho xe thì có phép chỉ bỏ rồi dài rồi. Mà liệt thì lúc thì chấm cái chân dọc cái gì sao? Mà. Bà bây giờ có nhận ra hay không chú? Chỉ cho tí là lông chỉ tờ. À không nhận ra. Không nhận ra hay nữa rồi. Vâng. Bé cho tôi nhắn chứ chỉnh cho bé. Mama ơi. Cô vừa bảo gì? Hả? Mama ơi. À cô. Cô bảo từ từ thôi. À, cho nạc ngủ thì nhẹ nhàng không được rồi. Nó màu đi. Nó là thích cho cô bé hả? Cho chị tao mà sao? Ông sửa tên nhá thì không có mà. Ít chỗ tu mà. Sẽ để chị mất tố mà. Mà nè không chứ. Tôi sẽ tỏa.
Tối nay chị mình đang làm gì? Em đang đi mà. Ô, tôi thấy đây. Một chế. Đi ra ngoài. Con chú về chưa? Con trai về nhà chưa? Chú ấy. Ừ. Có rồi à? Ồ, chú này say rượu ngồi đây à. Ngủ chê đưa chú đi về thôi. Lân, Lân. Ừ. Cháu đây. Đi về đi. Ồ, lại khóc rồi. Cái này là rượu khóc mà. Không phải à? Lúc chê giá sẽ không có đất sậu à. Được rồi, nói với cháu thôi. Chỉ nói với cháu thôi. Thế chú nói gì với cháu nào? Bảo cái gì nào? Tâm sự gì? Mẹ ta. Bây giờ chú đi về đi ngủ đã. Mai vào nói chuyện với nhau. Là cao nữa mất chỉ mà tiếp tục mà thả nó là không thể chơi. Đi về ngủ đi. Ngủ bữa. Chị nhau. Anh em thầm. Anh em đã uống bữa thế mà. Ai mà được chứ? Sẽ cho chú.
là chỉ phụ trách nhỏ, cũng như cua với tổ. Ồ, chỉ cua mà. Không khóc nữa, đấy. Nó cua. Có con đầy đủ chú cứ bảo như thế. Mà chỉ phụ trách bệnh này, phụ nọ. Ồ, cua với tổ, tâm sinh tụ dân chú là ồ, cua với tổ. Mà bữa khai, ồ, bữa khai mình nông mà. Thế bây giờ có... chứ bảo khóc quá, khóc thì sắp chết đấy. Ở phía không mềm nữa, ui ta ta tôi xin rồi, chỉ phụ nó ở phía không mềm nữa, à tôi tuổi, mà này đi ôi trời lúc chơi này, ôi đi thế mà đâu, ở phía không mềm nữa, cha sa đây, ôi cha sa ở phía không mềm nữa, lúc gì ở phía không mềm nữa, ở phía không mềm nữa, phía không mềm nữa, à chẳng à, ôi lúc chơi này chỉ rằng, ôi chơi lúc chỗ thằng này chỗ thằng máu yếu tổ, mà này đi ai ta sa này, ai ta sa cứu chúa, ai ta giải trăng trăng. Ở đây, ở đây tôi nhận chùa, ở bên đây, ở bên đây phong, ở bên đó, ở bên đây phong nào mà. Chú nói chậm thôi, cho dìa dịch đã. Bảo là một cô vợ. Ở bên đây phong nó cũng vừa tuổi. Một cô vợ, xe hỗ trợ mấy gạo đấy. Ở bên đó, ở bên đây phong nào mà. Thế bây giờ lấy thêm vợ mới đúng không? Tại tôi chọn nhảy tao thế à? Lấy thêm vợ mới đúng không? Tại tôi là. Nhưng vẫn để chia à? Vẫn để chia thế à? Nhưng vẫn để dư quân à? Vợ mới không lấy. Ở bên đây phong nào mà. Vì tại mà nó mà ở từ đá chủ phép từ đá chủ rồi mà ta nghe nhau ở từ phân thì lưu này phân thì bố nó chi là gạo để cho bố ăn rồi nhưng mà chú lấy vợ rồi à? Mới lấy vợ mới rồi à? Không chưa lấy rồi để chỉ chú ở nhà nó chỉ chú ở mà chỉ ở chỉ chú ở mà chỉ chú ở mà phải tại thế thì bây giờ cháu bảo bây giờ phải đứng lên á, đứng lên sao mà nó phải phải rồi sao phải phải rồi ta nó bắt được chỉ chú để là lão dân sắp sang nhà để tao lấp vào là phải tại phải ở phải với chú nhưng mà nào chỉ qua mà không khóc mà chỉ có chỉ đâu chứ nó chết bên chỉ chú nó phải tại phải nó là nửa cho một nửa mà muốn à đi về đi ngủ đi cháu bảo chuyện này mai tỉnh rượu thì nói nhá. Ơ chắc quá rồi, căng lắm rồi. Rồi chắc chắc mà. Ơ lúa chảy mà hả? Ơ chìa, ơ bị tẻ phân à, bị tẻ phân à. Nên ta thu xin lo, ơ lùn nói. Nên ta chìa bùn à, nên bị tẻ phân à. Một cô vợ khổ quá, chỉ có vợ thôi, không suy nghĩ gì. Đâu hả vậy lo? Ôi không khóc mà. Ừ. Ôi. Mình tư mình nhỏ rồi. Bây giờ đi về đi ngủ đã, lấy vợ. Mai tỉnh lấy vợ tính sau. Chị phải để cô chú khi ta chọn nè. Giờ chị phải để phải chân nè. Ôi để phải chú bùa đó. Ôi chú bùa chẳng tên lúc. Thì cô chú ấy khi ta chọn lúc thì là mình ạ chú bùa xì chẳng là. Ở bùa rút thế chẳng. Được rồi. Dì hỏi chú lấy vợ ở đâu? Chú em lấy vợ ở đâu? Chưa lấy. Bây ý là bây giờ muốn lấy vợ ở đâu? Chú bảo là già rồi, lấy không ai lấy nữa, chú chỉ xin tiền mua bố phải ăn thôi. Ăn nữa thì, uống gì chú mất đâu, uống nhớ trẻ bán mũ vậy. Vậy là, uống khía như thế này vậy là. Ấu khía như thế này, dù mua mì dòng mì tư mì nhiều gì, chú mì lì tê mì tư mì nhiều công à, dễ mì nữa. Chú làm như thế đã, không bao giờ cháu giúp chú thêm một lần nào nữa nhá. Bên sân nhà bên sân cả nhà nên bên sân nhà quân chủ luôn anh chỉ tao bên chỉ bùi hết chỉ tao sao mà say rượu mà khỏe thế khổ ngày nào cũng khóc thế chị quá nếu chị nhỉ đó chị giờ nhỉ cho tôi mới đầu tôi nhiều khó nhằn mà nãy giờ khi bây giờ làm cho nhà chỉ tao tao nhỉ tao nhỉ tao nhỉ Thôi lên nào. Được rồi, chú lợi, được rồi. Thôi. Ông mai nói chuyện mà chị này to dọc chân ở nhà bây giờ đuổi theo là chạy mất dép à.
nó đi mà chỉ tao là u cha sợ nhé luôn, nó đi cha luôn cả luôn cha tôi đấy, u nhà sợ nhé, để chơi nó không ra chơi. Chú đi về ngủ đi, mai nói chuyện. Đi về đi mai nói chuyện. Ôi giời, tụt quần rồi. Xin chào chị nhỉ, tôi nhớ chị nhỉ mà vì chị mù lá chiều ở đây, mù tôi giống mình tôi nhớ rồi. Tôi nhá bỗng ra mùa. Tôi cứ phải để chị lú, từ từ chị lú ở vì giờ học chơi gì phát chị tao lắm. Em bảo con ta đưa về đi. Xây gì ở trong này rồi? Hả? Con xây gì ở trong này? Một bên là mới đây. Hai nô tỳ là nhớ thật bẩn nhớ khăn đúng không? Ở tù cho lòng được sợ nhẹ nhẹ, khá chờ. Ủa mà phải ở chỗ này. Nếu cho mà nếu ủa chẳng là chỉ chỗ mà. Ủa chỉ ăn nhiều quá thì chỉ giờ này chỉ vào có tiền mà có tiền. Đi vào xong. Nhà đại phu chấp rồi. Bà ăn hết được chỗ đấy không? Nên nó thả kho đại phu gì ta? Ăn hết cơm rồi à? Thế chú ấy cho chú lúa cháu bỏ cái này. Tiền là phải. Bà thì bây giờ sức khỏe thì cũng không tốt rồi. Vâng. Đấy nhưng mà cháu nhá, cháu cũng muốn khuyên chú. Hôm trước em riêng cũng nói rồi. Vâng. Nhà thì mình cũng không có điều kiện ấy. Vâng. Đấy, nếu mà đám ma thì bây giờ chú đã mua một con bò rồi đúng không? Vâng. Một con rồi. Chỉ một con thôi nhá. Vâng. Người ta mà mang đến. Vâng. Thì mình trả người ta đi. Vâng. Có được trả không? Đúng. Hay rồi. Là vẫn phải nhận lại. Vào đây thì chắc không được. Thế à? Nhưng mà em ở nhà chú lúa thì chỉ có mình chị gái ruột thôi. Món nghe mình chị gái ruột thôi. Không có nhá, chứ không được đi vay về nhiều làm chỉ quá đâu. Chỉ sốc dài. Nhưng mà cái vá đóng quất tẩy đấy chú mua bao nhiêu? Có nè cha nè tông này chưa anh ta? À 9 triệu. 9 triệu chỗ đấy. À. Gỗ gì mà tông rồng mà giá cao đấy nhỉ? À gỗ chắc. Gỗ chắc à? À. Nha chú nhá. Thế bây giờ cháu nói lại với chú này, cái tiền của mọi người gửi giúp đỡ nhà mình xây nhà ấy, tiền nó chỉ được dùng vào xây nhà thôi. Còn đến hiện tại bây giờ bà thì vẫn còn đang sống. Thì bây giờ chú có khó khăn cái gì không? Có thiếu gạo hay là như thế nào không? Đúng rồi. Nhà lão này mua mò như này đi, gửi trả chị tê, chú nó tê bị phải lấy tê trả chị trả. Giờ này hai cháu con đã chia ô che mà giờ chia lại ba tô ô che xứ chú. Ừ. Giờ thì hai cháu con nó này nằm rồi nó con nó đấy. Nhiều này. Nó con nó đây chú tê hết rồi. Chú má chị nó rồi. Chú má chị nó rồi. À không có ý gì. Ta thì chú lão này nhớ gì cả, chú mua không bộ nó gì cho tụt ba chị tẩy ra chị. Không còn cái gì ăn. Chú bảo là bây giờ đấy. Kể cả không có bàn là cái đám ma cho bà thì cái gì cũng không có, ngó trên gác không có cái bát ngon nào. Thì bây giờ bà cũng đang nằm trên giường thì ngày nào cũng ở nhà trong bà, nấu cơm cho bà thôi. Đấy, mọi người vào chơi thì thăm bà thì tình cảm. Nhưng mà chú hơi quá chén một chút, cũng mong các bác thông cảm. Cũng giống như các bác ở dưới xuôi thôi. Ở nhà cũng không có việc gì là anh em hàng xóm là mọi người cũng kéo đến để hộ. Bà con trên này cũng vậy. Nhưng mà người ta nói câu chuyện là con sâu bỏ dầu nồi canh ấy, thì chú vừa rồi chú cũng có uống quá chén nên mong các bác thông cảm. Mình không có những cái suy nghĩ lệch lạc về bà con vùng cao. Đấy, rượu thì cũng chỉ là một cái phương thức là giao tiếp cũng như cái lời cảm ơn thôi. Trên vùng cao thì cái văn hóa này nó phổ thông hơn dưới xuôi một chút, thế nên là các bác có thể là thông cảm cho gia đình nhé. Cháu cũng rất là mong là các bác xây được nội dung video này để cũng thông cảm cho cháu. Đấy, lý do vì sao cháu lại không dành tiếng của chú ấy. Đấy, chú thì lần này thì cũng là lần thứ ba, lần thứ tư rồi anh nhỉ. Đấy, cháu cũng không muốn dành tiếng của chú nữa. Đấy, gia đình chú thì cũng người ta gọi là giàu nhất trong thôn để lại. Đấy, đất nuôi nhiều, có vật nuôi cũng nhiều. Cho cháu nè. Cho nhớ nè. Chú. Bà để tay nhưng mà biết chỉ nằm để tay hả? Bà thì lại ngủ rồi các bác ạ. Ở nhá, ở đây nhá này hả? Đi về đã nhá. Nếu mà chả nó thoát sao lại chào.
ừ hai dậu dự trình nhật thả ăn đau đấy nhớ trời. Dưa đang phải trào qua khe à ừ giờ lo ở trên đây ở sát sao này trời ở gì chỉ sót liền ở vé vé một vé sợ ở sát sao trời thực sự là anh em công viên đá thì không phải là sợ đâu mọi người ạ, nhưng mà chú thì chú uống say nhiều quá mà cái thời gian trước ấy, mọi người biết là lúc vào ấy còn tự tử treo cổ ấy kìa, mình rất là sợ đấy, thế nên là mình nên tránh đi. Em thì cũng không muốn dần dành nhiều á, chú thì cũng có gia đình cũng tốt này, cũng có hai đứa con trai này. Đấy, dịch thì sau này người ta trên đường người ta bảo là sao bố em say rượu sau này ti bố em thế là không được. Đúng rồi. Đấy. Nhà chú đấy, nhà chú ngay phía sau đây. Rồi. Các bác ở nhà to, cũng nhà biết rồi. Thì là chú thì có điều kiện nhất trong thôn. Vâng. Trước thì cũng có năm ngoái có tự một lần đấy. Đấy năm ngoái tự tử một lần là anh ở trong này còn gì nữa. Vâng, đã làm được. Đang làm này. Đường nghe tuyến đường lấy đoạn này. Dốc ở dưới này này. Ông mình cũng nhờ bà con là lấy hết dây buộc chân buộc tay vào. Sống có một cậu cháu nội học lớp 6 ngồi trông ấy. Hôm đấy là treo cái dây xong bắt đầu mọi người lên là phải cắt cái dây đi đúng không? Vâng. Mình ngã xuống sàn. Nói chung là uống nhiều rượu quá thần kinh nó kém rồi các bác ạ. Còn hôm nay vào thì thực sự rất là buồn vì sức khỏe của bà không có gì tiến triển các bác ạ. Càng ngày càng yếu đi rồi. Biết là bà cũng có tuổi nhưng mà một sự mất mát chuẩn bị đến rồi. Gia đình thì không biết là đã chuẩn bị tinh thần đến đâu chưa. Nhưng như chú thì cũng đi vay mượn. Mua từ cái ván đóng quan tài đã là 9 triệu đồng. Ngoài ra nữa là con bò 15 triệu. Con bò 15 triệu rồi. Thì hôm nay vào thì cũng chia sẻ thực tế lại hoàn cảnh của chú cũng như là sức khỏe của bà. Ngoài ra thì cũng động viên gia đình cũng như là khuyên gia đình là trong tới có làm hiếu cho bà thì cũng hạn chế thôi. Tránh cái trường hợp giống gia đình nhà em và các bác ạ. Thực sự là đi vào trong nhà một cái bầu không khí nó u ám lắm mọi người, nó ảm đạm, nó buồn lắm. Không khí nó nặng nề ấy. Nhìn mặt chú mà lúc chú gặp cháu, gặp cao nguyên đá thì gần như là gượng cười thôi. Nói chung là rất là buồn bởi vì sắp mất đi một người mẹ, một người sinh thành ra mình. Cả ngày thì bà Khả Yến đi ấy. Nhưng mà có chút cũng hơi buồn. Gia đình cũng không có ngô ấy. Cơ cũng không có cơ ăn. Người nào thì cũng ở nhà để chống bà. Ừ. Chứ bố về đi em. À, cho chị lọ sợ. À, chị có chào cho chị sao? Thu nhô à? À. Bố có đâu nhô lọ à? À. Ừ. Say gì à? Ừ. Chưa. Ờ tao về bé mua. Để rồi anh đi về đây. Bố tỏ à, bé về đây. Không không khác vào chơi xong nhá. Nhá, bé nó chỉ cho lọ thế hả? Ừ, mấy hôm nữa anh đào. Ừ nhá, giờ lọ. Ừ nhá mà. Chắc là cháu với em Diệp thì hai anh em cũng xin phép là chào các bác ở đây thôi. Vì hầu như bà con ở xóm cũng ai cũng dùng rượu rồi. Nhưng đứng ở đây thì nó cũng tương đối là phiền một chút ý. Phiền ở đây là có nghĩa là lúc mà quay những cái cảnh đấy thì có người hiểu thì không sao, có người không hiểu vậy. À, có nói những cái lời mà nó không tốt với bà con ở trên vùng cao thì mong các bác cũng hiểu và thông cảm. Qua video này thì cũng rất mong là nhận được thêm cái sự ủng hộ, hỗ trợ của các bác đến gia đình nhà chú Lúa. Còn về cái việc làm nhà chú Lúa thì chắc là sẽ phải chờ một thời gian nữa các bác ạ. Lý do là gì thì mọi người cũng hiểu rồi. Đây các bác ạ, hiện tại thì Cao Nguyên Đá với em Gia thì cũng vừa ra đến ngoài này rồi. Em Gia thì... mất hút đi đâu rồi? À kia kìa, cái bóng ở dưới kia. Đi bộ xuống tít xuống dưới kia rồi. Đến cái đoạn này là cởi áo luôn. Cởi áo, bỏ mũ. Đấy. Đấy, cởi áo, bỏ mũ ở đây là để đi xuống hộ vợ gùi cỏ cho bò lên.
cái cây ngô nó bị gãy mọi người. Bây giờ thì không, nhà em kia thì mới trồng cỏ này đâu, chưa thu được. Phải hơn năm nữa mới thu được cơ. Kìa, vợ em ở dưới đang đi tỉa những cái cành cây ngô gãy, bắp ngô non mang về cho con bò ăn các bác ạ. Mọi người nhìn cái nương ở phía dưới này này. Nó đổ dạt hết rồi, không ấy nữa rồi. Không còn cây ngô nào nó đứng nữa, ít lắm. Đấy, cái bóng em thấp thoáng bên kia gần đi đến chỗ vợ rồi. Còn việc mà em Gia đồng hành với Cao Nguyên Đá cũng như là giúp đỡ những công việc ở trên kênh ấy, thì là anh em làm thì cũng thường xuyên là phải tranh thủ thôi các bác ạ. Bởi vì em Gia còn lo việc nhà nữa. Một nách bây giờ hai vợ chồng 6 người con. Nói thật với các bác là lo cái ăn nó cũng đã đủ mệt rồi, chứ mà không nghĩ đến những cái nó quá xa vời đâu các bác ạ. Cũng mong là trong cái quá trình tới thì được các bác chia sẻ. Và giúp đỡ vợ chồng em Gia cũng như là hỗ trợ gia đình cái nguồn kinh phí là có thể cất được một cái căn nhà mơ ước của đôi vợ chồng mà hiện tại thì đang nuôi thêm 3 người con của người anh trai nữa. Anh trai cũng đã mất rồi. Và mẹ của các cháu thì cũng bỏ đi lấy chồng. Như thông tin thì em Gia cũng có chia sẻ thì hiện tại là mẹ của các cháu đã sinh thêm một người con nữa rồi. Vậy tổng là cả một người con đã phải cho đi vì không có khả năng nuôi nổi, không có tiền. Đổi lấy 50 cân gạo ấy, thì là chị đã sinh được 5 người con rồi. Còn gánh nặng bây giờ thì ở trên vai của chú Gia. Em xuống đến với vợ rồi các bác ạ. Thì cháu cũng sẽ nán lại ở đây thêm 15-20 phút nữa. Xem công việc hàng ngày và buổi chiều thì của em là như thế nào. Bình thường thì cũng có vào chia sẻ nhưng chủ yếu là chỉ nắm được công việc buổi sáng thôi. Ví dụ em đi làm gì như thế nào thì em cũng hay nói là sáng em đi cắt cỏ các thứ. Thì đôi khi vào cũng bắt gặp được những cái khung cảnh đấy thì cũng chia sẻ lại cho các bác. Đây các bác ạ, không biết là cháu nào đi theo mẹ kia. Đấy, có cái lưng màu nâu nâu rồi, nó lẫn một cái màu lá ngô ấy. Cái máy quay thì nó không zoom xa được. Không biết là mọi người có nhìn thấy không? Ở đây em Gia kìa. Ui. Sợ thật, cái bó cỏ dã man trong tay vẫn còn cầm thêm kìa. Quá khỏe. Đấy, em như bác nhỉ? Bây giờ đang là 18 giờ 13 phút tối rồi.
nặng quá là em mới đuổi đi đường bên kia, đi thẳng lên trên này. Lúc nãy là đây xe máy để ngay đằng sau này các bác này. Đấy, xe máy là để đây, sau là đi đường này xuống. Rồi bó cỏ nó to hơn cả người rồi, thì đi lên trên này. À đây, phóng xe lên cho em đây luôn. À không có chìa khóa nhỉ. Thiện phóng xe lên cho em để cỏ luôn. Tầm buổi chiều như này ở trên này mát lắm mọi người ạ. Ban ngày thì trời nắng gắt thì cũng có nóng thôi chứ không oi bức giống như các bác ở dưới xuôi đâu. Út đâu rồi? À đây, đây, đây. Đây đúng rồi, lên đoạn đường mòn này. Không biết phải không? Nặng không? Nặng chứ. Khoảng bao nhiêu cân? Lê dốc quá. Là 40 cân. Là 40 cân rồi à? Ừ. Vất vả là đi lên dốc rồi này. Ừ. Thế có con nào đang đi cùng kia? Rông với nô. Ồ. Chỗ ở nhà cho cọ cho bò. À. Cho lớn nhất thì phụ trách ở nhà. Ừ. Dung với nô thì đi theo mẹ đúng không? Hai bạn thì là to nhất nhì ba. Yeah. Cái này bây giờ em buộc lên xe hay là cứ như này không trở về? Trở về. Thế á? Mang cái rong cái nó ở dưới kia để cho em nhé. Nhà nó cái quả, cái mắc ngô à, hôm trước là mưa to à, bị độ nhiều. Đang lấy bắp ngô để mang về cái gì? Vâng. Anh thấy mang quẩy tấu bé đi mà, đúng không? Có rồi. À. Thế là mấy con là cũng điệu về ấy chứ? Vâng. À. Thôi thôi, đi nhanh lên về thôi. Vâng. Nặng thế này. Cháu thì đang muốn là hùi thử nhưng mà này mà bỏ xuống thì chắc là cho lên vai lần nữa chắc là không được. Thôi, lúc kia nghỉ phải cho cháu nào cao cao ấy. Ừ. Thấp quá là lên. Lại không đứng dậy được. Ừ, đi về đi. Thực sự là bản thân cháu thì cũng rất là muốn chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình của nhà em Gia cũng như là cuộc sống thường ngày của sáu cháu. Hiện tại thì đang ở với em Gia ấy, nhưng mà cũng nói chung là cũng rất là ngại các bác ạ. Bởi vì là 9 người 10 ý, có người thì nói tốt, có những người nói lại cái ý nó không hay ấy. Thì cũng sợ nhiều khi là gia đình em Gia cũng tủi thân. Vì bản thân em thì mỗi lần mà đi ra ngoài chỗ cái phòng trọ mà Cao Nguyên đã ở ấy, thì em cũng hay bảo là anh ấn cho em xem những cái nội dung video mà em đi cùng với anh ấy, thì em riêng em cũng xuống đọc bình luận đấy, có người khen người chê, nhưng mà cũng mong là các bác là cũng thông cảm cũng như là động viên em riêng. Em thì cũng là bà con dân tộc thiểu số ở trên này đấy, em cũng cố gắng là phấn đấu hết sức có thể rồi mọi người ạ. Còn về hoàn cảnh của em riêng thì các bác cũng có theo dõi đến thời điểm bây giờ là hơn 2 năm rồi, mọi người cũng rất hiểu rất là rõ về con người của em, thì cháu cũng không cũng xin phép và cũng không nói thêm quá nhiều nữa. Thì trong thời gian tới thì cũng rất mong nhận được thêm cái sự giúp đỡ của mọi người. Thì cháu bây giờ cũng xin phép là xin chào mọi người, tạm dừng video tại đây thôi.